Hello xin chào mừng toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại với kênh âm thanh bãi 36 ạ Và vào ngày hôm nay thì chính thức bên em sẽ lên sóng cho toàn thể các bác và anh em một dòng loa bát 30 của Martin Promax Thì trước mắt của mắt đây thì em xin giới thiệu ra mắt một mẫu loa bát 30 hàng xịn bãi Để cho anh em và các bác theo dõi về cái sản phẩm hàng xịn như thế này Thì em sẽ đi về cái ngoại thất và nội thất và chi tiết của loa để cho anh em và các bác hiểu sâu hơn về dòng loa bát 30 Promax thì với dòng loa Pro Max thì nó rất là nhiều cái model và rất là nhiều cái mẫu để anh em và các bác lựa chọn Thì ngày hôm nay cửa hàng bên em về cho anh em một mẫu rất là đặc sắc luôn Và đặc biệt thì với cái dòng mẫu full 30 thế này thì về cái dòng này thì nó là dòng hàng bãi xịn và chất âm của nó rất là hay thì em cũng sẽ có cho cho anh em và các bác và với cái sản phẩm này ở trên kênh và có bản test rất là hay rồi và đặc biệt thì với dòng loa này thì bên em cũng đang chào bán giá rất là hợp lý cho anh em và các bác luôn và để cho anh em và các bác à, à, tham khảo về sản phẩm này thì em sẽ đi về sâu về sản phẩm để cho bác xem với dòng loa này thì nó là dạng loa thùng cửa của nó là thùng gỗ và đặc biệt thì nó là dạng thùng lệch và rất là đẹp thì về cái thông số của loa thì em sẽ đi cho các anh em và các bác xem kỹ về cái thông số của loa và cái từ loa và bát loa chép loa và đến cái phần tần của loa và đặc biệt thì với dòng loa này thì rất là kết với cái kết cấu của phần tần của nó rất là đầy đặn và nó rất là nhiều cái sản phẩm trong quân chở và những quân tụ và những cái cái cuộn cảm của nó rất là đầy về cái chất âm của dòng loa này thì nó rất là hay và đánh giá rất là cao với sản phẩm này thì xin mời các bác xem về cái phần bát loa thì với cái dòng bát loa này thì là từ của nó là từ 19 các nhá từ 19 côn của nó là côn 76 và đặc biệt thì với cái dòng bát này thì cực kỳ là chất luôn em sẽ cho các bác xem về cái phần bát bát của cửa hàng bên em là bát của nó là bát Uh, Pro Max Bát 30 bát ZIN Đây Từ cái ZIN cho các bác Từ cái dâu rốn Và từ cái xương Rất là đẹp luôn Đấy các bác thấy Nó thiết kế Nó rất là đẹp à, Với cái uh, Dòng loa này Thì các bác thấy Đằng trong của nó là nhện Của nó là nhện 5 sóng Đấy nhện vàng 5 sóng Và À, với cái phần xương loa đây, Cái phương xương loa của nó rất là chắc chắn Và nó thiết kế cái dòng loa này giống cái dạng xương của dòng mở web Hoặc là những cái dòng loa JD rất là cao cấp Thì các bác thấy từ cái chạm loa đây Cái chạm loa của dòng này thì nó là chạm đồng Đấy chạm đồng và dâu dâu loa của nó thì rất là đẹp luôn Và đặc biệt nữa thì với cái chạm loa của nó thì nó lại nằm kín Ở trong cái phần... À, của cái uh, xương loa như thế này nên là anh em dùng cái dòng loa này nó đảm bảo nó rất là an toàn và nó chơi uh, chống nhiễu rất là tốt với cái phần từ cắt cắt lâm châm đó các bác đấy từ từ cắt lâm châm nó rất là cắt xin xin nó rất là rất là mượt và rất là bóng luôn rất là mượt bóng và từ của nó rất là to từ 19 của nó cực khủng luôn rất là bóng lộn ở phần trên đây à, và với cái phần bát loa phần trước thì với bát loa thì nó sẽ cho thiết kế cho các bác làm với gần của nó gần bốn sóng đây con này gần của nó gần bốn sóng với cái dòng loa gần 4 sóng như thế này thì dòng mắt tim và đầu mắt như thế này à, hàng cao cấp như thế này và hàng bãi xịn như thế này thì anh em nghe nhà, tiếng bát của nó rất là mềm vì gần của nó rất là rất là nhiều sóng như thế này và với cái dòng loa Bát 30 zin như thế này thì các bác thấy từ cái đường gân và từ cái đường keo của nó rất là còn rất là mượt luôn, phát là rất là bóng và bát lo rất là đẹp. Đấy, không tì vết luôn. Và đặc biệt thì cửa hàng bên em cam kết cho anh em và bác với cái sản phẩm này, hàng bao zin, bao xịn, bao về chất âm và em sẽ cho anh em và các bác mua hàng và các bác được trải trải nghiệm hàng cho trong thời gian là 10 ngày các bác trải trải nghiệm. Đấy, không hay các bác trả lại hàng cho bên em. Đó là cái chính sách và lời cam kết của cửa hàng bên em. Nên các bác mua hàng của bên em các bác cứ tự tin mua hàng và hàng chính hãng, hàng xịn, hàng bãi xịn để cho các bác chơi. Và đặc biệt thì với cái phần tép của, của, của loa thì nó là một cái tâm hồn của với cái sản phẩm. Thì con này thì nó sử dụng cho anh em và các bác làm với dòng tép BNC Để các bác thấy dòng tép rất là to luôn. Và đặc biệt là dòng tép này thì cực kỳ là gấu và tiếng tép của nó rất là sáng. Đấy các bác thấy không? Chạm loa, chạm tép rất là đẹp luôn. Đấy BNC Hàng báo zin bao xịn cho anh em và các bác. Đấy mã vạch của của phần tép loa này. Và nó có cái lớp cắt này và những cái kẹp rồi kẹp từ gỗ chép này bác thấy bóng lộn luôn trong năm tháng thì nhưng mà cái kẹp tóc và cái kẹp chép vẫn đang còn là rất là sáng à, dạng họng chép này nó là dạng, dạng họng, họng nhựa mà à, mê cao cấp nên là nó rất là bền nó cho nó chịu rất là tốt và nó tính của nó rất là trong sạch và nó rất là hay thì về cái nó, phần trong của cái đôi loa thì phần trong thì các bác để ý vào cái phân tần đây em sẽ đi về cái phân tần cho các bác xem về cái phân tần nó rất là gấu luôn à, phân tần thì nó sử dụng cho anh em và các bác là với một bộ phân tần dối thì với cái dòng loa Martin Pro Max như thế này nó sử dụng cho các bác và anh em là một cái phân tần dối thì nó bao giờ nó vẫn là hay và tiếng của nó rất là sạch và đặc biệt thì phân tần dối thì bao giờ nó sẽ là mắc tiền hơn cho với các dòng phân tần khác như cái dòng phân phân tần này và đặc biệt thì nó sử dụng cho anh em và các bác tất cả là tụ của nó là tụ Zontech các bác nhá đây bác xem về cái sản phẩm tụ đây Đấy, tụ của nó tất cả là tụ bằng dôn tách à, tụ to với à, 5 tụ dôn tách các bác này đấy năm tụ dôn tách các bác nhá năm tụ dôn tách hàng đắt tiền và sử dụng cho các bác là ba cuộn cảm to à, một cuộn cảm chép này một bên cuộn cảm chép và cuộn cuộn cảm lọc và nó sử dụng cho tất cả các bác là với bốn quân chở bằng đồng Đấy các bác thấy quân chở bằng đồng này rất là đẹp luôn thì với cái với cái phân tần như thế này thì anh em đánh giá về cái sản phẩm thế nào rất là chuẩn luôn đấy hàng các bác tay rất là đẹp luôn giông tech và ba cuộn cản to bốn cái bốn uh, uh, cái chữ bằng đồng rất là đẹp như thế này và phân tần dối như thế này bác thay làm công nghệ cực kỳ là đẹp luôn và với cái thùng gỗ như thế này nó là dạng thùng gỗ uh, dạng uh, rất là dày và đẹp rất là đẹp và bông tiêu âm của nó đang còn rất là đầy đặn và rất là kín luôn rất là đẹp, mới luôn dần gần như đẹp các đường tiết dây điện của của tín hiệu loa của nó cũng rất là đẹp cũng nhá rất là dày dặn luôn và đẹp à, với cái dòng này thì anh em và các bác nghe thì nó rất là hay và em sẽ đi về cái thông thông số của loa cho các anh em và các bác hiểu sâu hơn à, đây là dòng Martin tin cánh Pro Max đây các nhá hàng à, rất là quý hiếm và đặc biệt nữa là nó có mã của nó là FR12 hai, à, FR12 và công suất của loa thì nó lên đến à, 350W một quả Đấy và nó có điện kháng của nó là 8 ôm có dòng loa này thì các bác thấy không từ cái thùng này đấy Thùng sơn sần rất là đẹp đấy, Thùng sần sần và dòng dạng thùng lệch Và đặc biệt thì à, Với cái chất gỗ của nó rất là dày dặn trứng cứng cát như thế này giá cũng để cho anh em và bác giá rất là tốt trên thị trường luôn Và với cái dòng loa này thì bên em sẽ cam kết cho các anh em và bác Bao hay bao phê Và bao chuẩn cho anh em và bác đúng với hàng bãi xịn Và đúng với cái sản phẩm của cái sản phẩm của bên em. Đây là em đang vệ sinh này và em đang kiểm tra cho anh em của bác rồi. Và trước khi gửi hàng cho anh em của bác này, là em sẽ để nguyên zin, để nguyên zin từ A đến Z chỉ lau chùi vệ sinh cho các bác thôi. Và loa thì em để cho các bác nguyên cái phần uh, sơn này, từ nước sơn này và từ cái chi tiết của loa đầy đủ luôn cho các bác, đấy. Về cái dòng loa này thì em sẽ bao hay cho các anh em và bác trong vòng 10 ngày Các bác cứ thoải mái, các bác lựa chọn và các bác test thoải mái cho bên em Đấy. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác ủng hộ cho bên em xin một nút đăng ký kênh Bác nào mà chưa like thì ủng hộ cho em xin một nút like nhé Và cái giá bán thì em sẽ cũng công bố luôn cho các, các bác và anh em luôn Giá bán của bát 30 hàng xịn như thế này, Pro Max Đấy. Và dòng này thì cực kỳ là chất, cực kỳ là hay Giá bán em đang trả bán cho bác là với giá là 7 triệu đồng Đã bao gồm phí ship, 7 triệu đồng đã bao gồm phí ship Đấy, bác nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm loa này thì các bác liên hệ nhé Em về số lượng cho các bác là với được 20 đôi. Đấy, 20 đôi. Ngày hôm nay thì em bán cho các bác là với giá là 7 triệu đồng đã bao gồm phí ship. Đó là giá rất tốt cho anh em và các bác trên mọi miền Tổ quốc yêu âm thanh rồi. Và cửa hàng của âm thanh âm thanh bãi 36 luôn luôn đem lại cho anh em và các bác với những cái sản phẩm tốt nhất và hàng chính hãng nhất và hàng bãi xịn nhất thì các bác mua với dòng loa hàng mới bây giờ so sánh bây giờ với hàng mới thì anh em mua bây giờ khoảng tầm 5 7 triệu một đồng bộ đôi loa nhưng về cái dòng loa mới thì tiếng của nó rất là chói tiếng rất là đau nhức và nó không được bền và cái độ dẻo nó không được dẻo và cái độ tiếng chép tiếng bát của nó không được sáng được không được sạch thì cái dòng này thì anh em thấy từ cái nội thất như thế này thì các bác phải đánh giá được cái chất âm của nó như thế nào và đặc biệt nữa thì nó sử dụng một cái phần tần dối như thế này và tụ tất cả là tụ dôn tách và trợ sứ của nó và trợ bằng tất cả bằng đồng như thế này các anh em biết cái độ hay của nó rất là hay và tiếng bát tiếng chép tiếng chung của nó thì cực kỳ là chuẩn luôn và bác nào mà muốn sở hữu đến dòng này thì các bác liên hệ nhé sớm qua cửa hàng với em để các bác đặt hàng em chào bán cho các bác trong cái buổi live stream và buổi video trong ngày hôm nay thôi còn với dòng loa này hiện tại các bác mà đang mua trên thị trường À, với cái đồ bãi như thế này, hàng bãi như thế này mà được xuất sắc như thế này thì họ đang chào bán cho các bác là trên 10 triệu đồng một bộ, một cặp nhưng mà bên em vẫn để cho các bác giá rất tốt và trong thời gian bảo hành như bên em và bên em vẫn bảo hành trong thời gian các bác là trong thời gian 3 tháng bảo hành. Đấy, với số lượng hàng bãi các bác nhá. Và đặc biệt thấy dòng loa này thì các bác cứ khỏi phải bàn về cái chất âm cực hay, các bác cứ thoải mái nghe thử trong vòng 10 ngày Đấy, không ưng các bác trả lại hàng cho bên em đó là cái chính sách và cái niềm tin và lời nói của cửa hàng nên các bác cứ yên tâm về cái sản phẩm của bác nhá à, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác ủng hộ cho bên em xin một nút đăng ký kênh để em có những video lên sóng trực tiếp cho anh em và bác với những sản phẩm tốt nhất và hàng bãi xịn nhất để cho các bác lựa chọn những cái sản phẩm đúng với cái nguyện vọng của anh em và các bác trên mọi miền tổ quốc yêu thích âm thanh à, vâng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái gv của em ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ